Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại tòa Bắc Ninh. Thì vừa rồi em có làm một cái video giới thiệu về chiếc xe Toyota Camry 2.5 phiên bản Hybrid. Thì đợt này về thì em cũng về thêm bản 2.0 Q. Thì nhìn bề ngoài thì tương đối giống so với bản 2.5 Q. Thì em xin phép là phân tích cho anh chị một số thông tin để phân biệt. Thứ nhất là vẫn là có hai bản thì đều có cái Toyota Safety Sense này. Tuy nhiên là ở phiên bản 2.5Q sẽ được trang bị thêm cam 360 ở ngay dưới camera này và thêm hai cảm biến đằng trước. Đèn thì giống nhau rồi, la răng cũng giống nhau, lốp cũng đều là brid. Thì hai bản cũng đều có cửa sổ trời và cơ bản thì cái tính năng an toàn là giống nhau. Nên anh chị là nếu mà có nhu cầu trải nghiệm về cái tính năng an toàn cũng như là mà không cần cái lực máy nó quá mạnh mẽ, có thể tham khảo bản 2.0Q này. Thì option nó còn nhiều hơn so với bản 2.5Q ngày xưa, bản 2020 2.0Q. Thì Camry hiện tại bản 2022 sẽ được phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 bản và 4 tùy chọn màu sắc, là màu đen này, màu đen ánh kim, màu đỏ và màu trắng. Thì hiện tại em đang về là 4 xe màu đen. Thì anh chị em xin phép là quay luôn cả 4 bản cho anh chị tham khảo luôn. Thì cần so sánh các phiên bản với nhau như thế nào thì có thể liên hệ với em. Và đặc biệt như anh chị thấy ở đây là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu đã được tối ưu, chỉ còn 6,4 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Mà cái thông số máy đã thay đổi và máy được dùng máy mới, và ngoài ra thì được tăng lên về mã lực và option cũng rất nhiều. Màn hình to 9 inch JBL, nội thất thì khá giống bản 2.5Q HUD. 2.0G ngày xưa thì đèn ở đây vẫn là đèn halogen này, còn hiện tại đèn full LED, mặt ca lăng được thiết kế lại. Bên em vừa về đến nơi là cái tấm dán bảo vệ khi đi qua tàu biển bên em vẫn chưa bóc. Còn giá cụ thể của 4 phiên bản như thế nào và để chọn làm sao được phiên bản phù hợp nhất với anh chị thì anh chị liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Bởi vì là trên cái thời điểm xe vừa về bọn em đây là ngày 15 tháng 12 thì vẫn chưa có giá chính thức, và ngày 17 tháng 12 thì là có giá chính thức. Và hiện tại thì khi thời điểm mở video anh chị xem được thì là đã có giá chính thức, nên anh chị liên hệ giúp em qua số điện thoại thì em sẽ báo giá cho anh chị. Và quan trọng là cái lịch xe, làm sao là mình có xe đi trước Tết và chọn được phiên bản nó phù hợp nhất, cũng như là các cái ưu đãi và các cái hỗ trợ về tài chính hiện tại của bên em. Vâng, em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Hẹn anh chị và chào anh chị và hẹn gặp lại.